123 124 125. Mệt quá, cho mình nghỉ xíu nha. Nãy giờ hít đất nhiều lắm rồi. Không được, bạn mới hít đất được 125 cái rồi mà. Còn 75 cái nữa mới đủ. Như buổi sáng mình đã hít đất 200 cái rồi mà. Mình đâu phải cái máy mà không biết mệt chứ. Thôi, không nói nhiều, mau tập tiếp đi. Ủa, chào các bạn. Ủa, các bạn đang nói cái gì mà vui vẻ quá vậy? Chào chị Lan tham gia với. Dạ, tại ớt chuông bác hít đất dữ quá, khiến em bầm dập dữ dội luôn nè. Nè nè, đừng có đổ thừa nha. Chẳng phải nhờ mình bạn mới có cơ bắp như vậy hả? Ủa là sao? Sao chị nghe chị không hiểu gì hết trơn vậy? Dạ, đúng là em có nhờ ớt chuông hướng dẫn em tập luyện để tăng cơ bắp. Nhưng mà cường độ cao quá, em không kham nổi ạ. Cực lực luyện tập như mình thì mới có cơ bắp chứ. Ai, thôi được rồi, bây giờ chị Lan có ý kiến như thế này. Các bạn luyện tập thể thao thì rất là tốt cho cơ bắp của mình. Nhưng các bạn phải chú ý chứ, chúng ta phải lượng sức mà tập ha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải chú ý tới chế độ dinh dưỡng nữa. Ngọc Lan nói chính xác đó nha. Wow, đó tư khỏe xuất hiện thật là đúng lúc. Chào Ngọc Lan, xin giới thiệu một bạn nhỏ mới toanh của nhà mình đây. Dạ, hạt gai dầu xin chào mọi người. Đặc biệt, hạt gai dầu chứa hàm lượng cao protein thực vật, hỗ trợ xây dựng cơ bắp đó nha. Dạ, trong mỗi 100g hạt gai dầu em có 32g protein đó ạ. Cơ thể chúng ta không thể sản xuất các axit amin thiết yếu mà phải được cung cấp từ chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, hạt gai dầu là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Wow, hạt gai dầu vừa giàu protein mà lại là protein hoàn chỉnh nữa. Điều này là quá tuyệt vời cho cơ bắp của các bạn. Dạ, mọi người có thể dùng hạt gai dầu để làm sữa, làm bơ thì rất là máu sinh tố đó ạ. Vậy bây giờ mình dùng hạt gai dầu thì mình có cần lưu ý điều gì không Đốc Tư Khỏe? Mỗi ngày chúng ta chỉ nên dùng 30g hạt gai dầu. Nếu dùng nhiều quá sẽ dẫn đến tình trạng đầy hơi, táo bón, tiêu chảy. Tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng hạt gai dầu nha. Ngoài ra, để có cơ bắp rắn chắc thì cần chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể thao vừa phải và sinh hoạt lành mạnh. Bí đao và ớt chuông, hai bạn đã nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Ngọc Lan cùng Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt. Xin chào, chào tạm biệt.